Premium Mass Gainer là một sản phẩm giữa tăng cân tăng cơ hàng đầu của hãng thực phẩm bổ sung Muscotech, thương hiệu thực phẩm bổ sung lớn nhất tại Mỹ. Premium Mass Gainer cung cấp hàm lượng lớn calorie giúp thay thế bữa ăn phụ hoàn hảo, tăng cân dễ dàng hơn. Với thành phần cao cấp chất lượng, mỗi lần dùng Premium Mass cung cấp 1290 calorie, nguồn calorie lớn của các dòng mát cao năng lượng, thay thế bữa phụ, tăng cân đơn giản, dễ dàng, hiệu quả. 53g protein cao cấp bao gồm whey isolate chiếm thành phần chính hấp thu nhanh, phát triển cơ bắp vượt trội. 261g cáp tinh khiết, nguồn năng lượng dồi dào, cung cấp đầy đủ mọi hoạt động trong ngày cũng như tập cường độ cao. 23 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu tăng cường trao đổi chất, hấp thu dinh dưỡng và cải thiện sức khỏe tổng thể. Hơn 3g BCA và các amino acid thiết yếu giúp phục hồi cơ bắp, chống dị hóa cơ bắp hiệu quả. Sử dụng Premium Mass ngày 6 muỗng chia đều vào các bữa phụ trong ngày ngay sau tập để được kết quả cao nhất. Mỗi lần sử dụng bạn pha với 300-500ml nước lọc hoặc thay bằng sữa tươi không đường. Để biết thông tin về sản phẩm cũng như giá và các chương trình khuyến mãi của sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website wayshop.vn hoặc comment ngay dưới bài viết để biết thêm chi tiết.